Bá Tiến xin được mến chào quý vị và các bạn đang cùng quay trở lại với bộ truyện phát thanh khủng bố được diễn đọc trên kênh Radio Kinh Dị. Tiến xin được tóm tắt tập trước. Sau khi Huân Nhi gặp Tô Bạch thì biết Tô Bạch có con riêng, cô nàng tỏ ra rất buồn. Và lúc này cuộc gặp gỡ giữa ba người bạn Tô Bạch, Huân Nhi và Sở Triệu đã được diễn ra tại một quán ăn. Tô Bạch phát hiện ra là người yêu mới của Sở Triệu là một cô bạn gái cương thi và Tô Bạch đang ép cô ta lộ ra nguyên hình. Vậy tình tiết tiếp theo như thế nào mà các bạn sẽ cùng theo dõi. Và Tiến rất mong rằng các bạn sẽ ủng hộ kênh bằng những cái like, cái subscribe để kênh của chúng ta sớm đạt được 20.000 sub nha. Ok, bắt đầu. Phát thanh khủng bố, chương 191. Ánh mắt Tiểu Huệ nhìn chằm chằm Tô Bạch. Hai hàng máu và nước mắt chậm rãi chảy ra từ khóe mắt Tiểu Huệ, lộ ra dáng vẻ âm u quỷ dị. Nhưng mà điều này đối với Tô Bạch mà nói hoàn toàn không tính là gì cả. Dù sao bộ dáng này của cô ta chẳng những không hù dọa được Tô Bạch, ngược lại khiến cho Tô Bạch sinh ra một loại cảm giác thân thiết, giống như thấy được chính mình vậy. Lấy cách nói của hòa thượng, Tô Bạch đã gặp được thân thích cương thi của mình. Tay Tô Bạch rời khỏi trán Tiểu Huệ, nhẹ nhàng sờ lên mặt cô ta. Loại vuốt ve này không mang theo quá nhiều sắc thái tình cảm, cùng với tư thái đùa giỡn trước đó hoàn toàn không giống nhau. Lúc này con ngươi của Tiểu Bạch rất thanh tịnh. Dĩ nhiên cho dù Tô Bạch có biến thái thế nào đi chăng nữa, hắn cũng không thật sự đi đùa bỡn một con cương thi. Vẻ mặt Tiểu Huệ lộ ra sự phẫn nộ, sau đó biến thành ngạc nhiên, sau đó cùng là vẻ mặt sợ hãi. Hiển nhiên từ hơi thở thản nhiên của Tô Bạch, Tiểu Huệ đã dường như cảm nhận được điều gì đấy. Thậm chí khi Tô Bạch hoàn toàn không che giấu hơi thở của huyết mạch trong người của hắn nữa, trong lòng Tiểu Huệ giống như có một đám mây đen vô cùng nặng nề. Một loại cảm giác đối mặt với cường giả, trường giả trong nhà. Một loại cảm giác đối mặt với cả trưởng bối xuất hiện trong lòng Tiểu Huệ. Thời gian dần trôi qua khiến cho cô không có năng lực phản kháng, thậm chí còn có xúc động muốn quỳ lạy. Lúc này Tô Bạch thật đúng là không có cố gắng làm gì cả. Hắn chỉ nhớ đến cảm giác trong thế giới chuyện xưa thôi, khi chính mình đi khống chế những con cương thi bình thường khác, cùng với hình ảnh hắn dùng khí thế và huyết thống của mình để cưỡng chế những con thi khác phải thần phục mình. Con đường cương thi không phải là con đường mà Tô Bạch chủ động lựa chọn, thế nhưng một khi đã đi lên rồi, nhất định phải học tập và tổng kết. Cũng may điều xứng đáng để Tô Bạch ăn mừng chính là trên phương diện này, năng lực học tập của hắn khá tốt. Đẳng cấp cương thi của Tiểu Huệ nhất định không cao bằng hắn. Điều này Tô Bạch có thể cảm nhận được rõ ràng. Bởi vì nếu như ở nơi này có một con cương thi có huyết mạch cấp bậc cao ẩn giấu, có lẽ Radio Kinh Dị đã sớm tuyên bố nhiệm vụ cho thính giả nhanh chóng giải quyết quả bom hẹn giờ này đi. Thế nhưng lúc Tô Bạch cho rằng có thể dùng một tư thái ôn hòa để Tiểu Huệ rời khỏi Sở Triệu, trên trán Tiểu Huệ thì bỗng nhiên xuất hiện một gương mặt khác. Một gương mặt rất nhỏ của người phụ nữ. Gương mặt người phụ nữ vặn vẹo không ngừng giận dữ nói: "Vì sao lại hại tôi? Dựa vào đâu lại hại tôi? Vì sao? Dựa vào cái gì?" Theo tiếng gào thét của người phụ nữ, nhiệt độ trong nhà vệ sinh nhanh chóng hạ xuống. Lúc đầu Tiểu Huệ gần như không có chút nào phản kháng trước mặt Tô Bạch, lúc này lại bắt đầu cùng hắn giằng co rồi. Răng rắc, Tô Bạch không chút do dự lấy súng ra chỉ vào trán Tiểu Huệ. Họng súng của địa ngục hỏa shotgun kề sát vào da thịt của Tiểu Huệ. Hơi thở tử thần từ họng súng chậm rãi chuyển đến. Người phụ nữ kia dần dần yên tĩnh lại, bởi vì cô ta có thể cảm nhận được Tô Bạch có năng lực hủy diệt cô ta chỉ trong nháy mắt. Cho dù là hình thái sinh mệnh nào, chỉ cần cô ta còn ý thức thôi, như vậy nhất định sẽ sợ hãi và tử vong. "Đừng có nói nhảm với tôi lười nghe lắm." Giọng nói của Tô Bạch rất lạnh lẽo. Hắn thật sự không ngại ở đây bắn Tiểu Huệ một phát, cho dù cục diện có chút không thể thu dọn, cho dù chuyện này không tốt với Sở Triệu, cho dù hắn phải làm rất nhiều chuyện để giải quyết hậu quả. Thế nhưng khi người phụ nữ này xuất hiện trên trán Tiểu Huệ, Tô Bạch rõ ràng chuyện này đã vượt qua khỏi dự đoán của hắn rồi, trở nên phức tạp hơn nhiều. Đối với cả những chuyện phức tạp thì giải quyết dứt khoát chính là biện pháp tốt nhất.
Tiểu Huệ không phải là một con cương thi bình thường, mà là một ác linh dung nhập vào cơ thể người. Tô Bạch không biết nguyên nhân gì khiến cho ác linh dung nhập vào cơ thể, mang theo hình thức rất phối hợp, giống như song phương chủ động tiếp nhận nhau vậy. Ác linh không phải là tu hú chiếm tổ, mà chính là sống trong cơ thể Tiểu Huệ. Tiểu Huệ không có sinh ra cảm giác bài xích với ác linh này, song phương chung sống hòa thuận. Thế nhưng người quỷ khác đường. Tuy nói trong hiện thực thiên đạo không có nhạy bén như trong thế giới chuyện xưa, thế nhưng mà giới hạn tam cương ngũ thường cơ bản vẫn tồn tại. Một người một quỷ kết hợp cuối cùng dẫn đến đủ loại biến dị. Rõ ràng nhất chính là Tiểu Huệ vốn dĩ từ một người bình thường, nhưng mà theo hơi thở tử vong của ác linh tỏa ra, càng lúc càng thẩm thấu vào trong cơ thể. Cơ thể của cô ta đã chấp nhận sự tử vong của chính mình rồi, đồng thời mở ra một trạng thái mới, đó chính là cương thi. Chỉ là hiện tại trạng thái của Tiểu Huệ đang ở giữa cương thi và người sống, xem như thuộc về một loại mơ hồ. Cho nên một bên cô ta có thể tiếp tục lấy phương thức người sống để xuất hiện, tham gia các hoạt động xã hội. Thế nhưng cô ta không cách nào chống cự được sự biến hóa không ngừng của thân thể. Ví dụ như móng tay của cô ta đã biểu hiện ra trạng thái cương thi rồi. Hơn nữa nếu như Tô Bạch không ra tay, sau này cô ta càng không ngừng biểu hiện ra nhiều đặc điểm của cương thi hơn. Bây giờ Tiểu Huệ còn có thể lừa gạt một chút sở triệu được, nói mình sơn móng tay đen. Dần dần làn da của cô ta trở nên xanh mét, sau đó lúc bên dưới cũng không bởi vì vận động pít tông mà ra nước. Có lẽ cô ta không giấu giếm được nữa. Tôi có thể rời khỏi cậu ta, tôi cũng có thể rời khỏi cô bé. Cô bé là cháu gái của tôi, là cháu gái của tôi. Tôi không muốn đối xử với cả cô bé như vậy. Tuy cô bé tự nguyện, nhưng mà trong lòng tôi rất khó chịu, thật đấy. Người phụ nữ không ngừng khóc lóc kể lể, còn Tô Bạch thì càng ngày càng nhíu thật chân mày lại. Bởi vì Tô Bạch không phải là một người thích nghe chuyện xưa, bởi vì trước đó ở trong radio kinh dị, hắn đã trở thành một diễn viên trong đấy rồi. Đồng thời Tô Bạch luôn không quan tâm đến những chuyện xưa mang tính chất khổ bi kịch. Người phụ nữ này đáng thương, bi kịch thì có liên quan gì đến Sở Triệu đây? Cô ta quấn lấy Sở Triệu ở bên cạnh anh ta, chỉ sợ không phải cố ý làm. Thế nhưng lại không ngừng hấp thu dương khí trên người Sở Triệu. Hiện tại Sở Triệu trẻ tuổi, dương khí tràn đầy. Chẳng qua hiện tại Sở Triệu đã uể oải hơn nhiều rồi. Nếu như Sở Triệu là ông lão 50-60 tuổi, có lẽ chỉ một lần liền ngã bệnh, thậm chí bệnh tình nguy kịch. Cậu giúp tôi một chút, van xin cậu đấy. Cháu gái tôi thi trường cảnh sát, làm cảnh sát cũng vì muốn giúp tôi. Người phụ nữ bắt đầu cầu xin Tô Bạch. Tô Bạch thì chậm rãi nhắm hai mắt lại, ngón tay đặt trên cò súng chậm rãi phát lực. Leng keng, một tiếng động thanh thúy vang lên. Một chiếc nhẫn có tạo hình cổ quái rơi ra từ trên người Tiểu Huệ xuống, lăn đến dưới chân Tô Bạch. Chiếc nhẫn này cũng không phải là kim cương, cũng không phải là nhẫn khảm vàng gì cả. Không nói đến tạo hình cổ quái, màu sắc của nó rất tối, có chút giống như hàng thủ công mỹ nghệ làm ẩu vậy. Thế nhưng trên mặt nhẫn thế mà lại tỏa ra hơi thở âm lãnh. Đối với cả loại hơi thở này, Tô Bạch cảm nhận được rất rõ ràng. Tay cầm súng của Tô Bạch vẫn tiếp tục chỉ vào trán Tiểu Huệ. Sau đó hắn cúi người xuống, dùng tay còn lại nhặt nhẫn lên. Trong nhẫn này ẩn chứa rất nhiều oán niệm. Loại oán niệm này rất thuần túy nhưng cũng rất đáng sợ. Khóe miệng Tô Bạch lộ ra một nụ mỉm cười. Hắn cũng không phải là loại người tuân thủ điều ước gì cả. Tôi có thể nhìn ra được, cậu rất quan tâm đến người bạn kia. Sở Triệu và Tiểu Huệ thật lòng yêu nhau. Là lỗi của tôi. Tiểu Huệ bao dung tôi, cho nên mới tạo thành cục diện như hiện nay. Tôi cũng muốn được giải thoát, thế nhưng tôi biết mình không thoát được. Linh hồn của tôi bị ràng buộc, bây giờ còn chưa có tìm được. Tôi phải tìm ra nó. Có như thế thì tôi mới có thể hóa giải chấp niệm của bản thân mình. Cho dù có tan thành mây khói, tôi cũng cam tâm tình nguyện. Hai người trẻ tuổi bọn họ rất xứng đôi. Là tôi hại cháu gái của mình, tôi cầu xin cậu giúp tôi một chút thôi. Giúp tôi tìm được nó, tôi liền rời khỏi thân thể của Tiểu Huệ. Tôi sẽ tan biến, sẽ mang theo tất cả những thứ trong cơ thể của mình không thuộc về Tiểu Huệ đi. Tiểu Huệ sẽ một lần nữa trở lại người bình thường. Cậu tin tôi được không?
Thật ra thì đối với cả một thằng đàn ông mà nói, thất tình là một loại đả kích. Thế nhưng đó cũng là một loại trưởng thành. Nó sẽ giúp cho bọn họ càng trở nên thành thục hơn. Nói đến đây thì ngón tay Tô Bạch chậm rãi dùng sức bóp cò. Thế nhưng đúng vào giây phút này đây, trong đầu Tô Bạch bỗng nhiên truyền ra một giọng nói âm u nghiêm túc. Giọng nói này Tô Bạch vô cùng quen thuộc, bởi vì nó chính là giọng nói của người dẫn chương trình phát thanh khủng bố. Tìm ra thứ ràng buộc Vương Tuyết, hóa giải chấp niệm của cô ta. Đây là nhiệm vụ cậu phải làm, cũng là thứ mọi người muốn xem. Thực tế, trên thế giới này có rất nhiều chuyện đều không chỉ có một mặt, nó còn có thật nhiều mặt khác. Bên dưới thường ẩn giấu rất nhiều chuyện, thế nhưng chúng thường không may mắn như thế, rất khó khiến cho người ta chú ý. Thế nhưng những thứ đó rất đặc sắc, không cho phép chúng ta bỏ lỡ. Đây là nhiệm vụ hiện thực của Radio Kinh Dị. Nhiệm vụ hiện thực đến bất ngờ, vội vàng không kịp chuẩn bị khiến cho Tô Bạch có chút kinh ngạc. Trước đó có thông báo của Radio Kinh Dị sẽ dừng phát sóng trong vòng 3 tháng. Trong 3 tháng này thì thính giả sẽ không bị truyền tống vào trong thế giới chuyện xưa. Thế nhưng có thể thấy, Radio Kinh Dị không hoàn toàn im lặng. Nó vẫn khống chế và bảo vệ thế giới hiện thực như cũ. Nhiệm vụ thế giới hiện thực này là một minh chứng tốt nhất. Thật ra, đối với cả một thằng đàn ông mà nói, thất tình là một loại đả kích. Thế nhưng đó cũng là một loại trưởng thành. Nó sẽ giúp họ càng trở nên thành thục hơn. Lúc Tô Mạch nói đến chỗ này, bỗng nhiên hắn bỏ súng xuống. Thế nhưng Sở Triệu là người bạn tốt của tôi, là bạn từ nhỏ đến lớn của tôi. Cô gái mà cậu ta thích, nếu như tôi đủ khả năng, tôi sẽ giúp cô ấy. Hoặc nói đúng hơn là giúp cậu ta. Trong mắt Tiểu Huệ chứa đầy nước mắt, lúc này thì người phụ nữ kia đã lệ rơi đầy mặt rồi. Năm 1994, ở Đại học Thượng Hải, khu ký túc xá số 5, phòng 103. Sau khi nói xong những thông tin này, người phụ nữ rơi vào tình trạng mệt mỏi, chậm rãi quay về trong thân thể Tiểu Huệ. Tiểu Huệ thì biến về dáng vẻ của người bình thường, mệt mỏi quỳ xuống trước mặt Tô Bạch. Tô Bạch quay về chỗ ngồi của mình, ngồi xuống, cầm một ly nước chanh, uống một ngụm. Trước đó Sở Triệu và Huân Nhi đã nói chuyện qua rồi, hiện tại thì cũng chẳng còn gì để nói, tiếp tục ăn phần của mình. Chẳng qua một lúc sau thì di động của Sở Triệu vang lên. Sở Triệu nghe máy. Em không thoải mái, muốn về nhà nghỉ. Được rồi, anh đưa em đi. Một lát sau thì Tiểu Huệ đi đến, Sở Triệu đứng lên, có chút nóng nảy nhìn bạn gái. Xin lỗi, em có chút không thoải mái, muốn trở về nghỉ ngơi. Xin lỗi Triệu Huân Nhi và anh Bạch. Tiểu Huệ cúi đầu xin lỗi Tô Bạch và Huân Nhi. Đây là một cô gái hiểu biết lễ nghĩa. Từ một góc độ nào đó có thể nói gia giáo nhà Tiểu Huệ khá tốt. Không sao, để Sở Triệu đưa cô về nghỉ cho khỏe nha. Huân Nhi nói. Nghỉ ngơi thật tốt vào. Tô Bạch đặt cốc nước chanh xuống, ngón tay nhẹ nhàng gõ vào thân cốc. Tiểu Huệ cúi đầu quay người rời đi. Sở Triệu vẫy tay với cả Tô Bạch và Huân Nhi, sau đó nhanh chóng đuổi kịp bạn gái, đưa cô ta về nhà. Tô Bạch và Huân Nhi ngồi thêm một lúc, sau đó chuẩn bị rời đi. Lúc này tiếp tục ngồi ăn cơm thì cũng chẳng có khẩu vị gì nữa. Anh có đi hóng gió với cả tôi không? Bây giờ tôi đưa anh về nhà anh. Ở Thượng Hải tôi có một căn nhà, nhưng mà đó không phải nhà tôi. Tôi vẫn nên ở khách sạn thì hơn. Tùy anh vậy. Huân Nhi cầm di động của mình lên. Tôi qua thanh toán nha. Đợi một lát, cô ngồi xuống đi. Tôi có chuyện muốn nhờ cô giúp. Huân Nhi thì hơi nghi hoặc một chút, liếc thoáng qua Tô Bạch, một lần nữa ngồi xuống. Có chuyện gì vậy? Tô Bạch nói cho Huân Nhi biết thông tin lúc trước mà Tiểu Huệ nói cho mình nghe. Giúp tôi tra một chút thông tin này. Năm 1994, Đại học Thượng Hải, tòa ký túc xá số 5, phòng 103. Huân Nhi hơi nhíu mày, có chút ngoài ý muốn rồi nói. Làm sao anh lại hứng thú với cả chuyện này? Hả? Xem ra tôi tìm đúng người rồi, cô biết chuyện này sao? Chỉ có những thông tin này liền có thể nhìn ra đây là chuyện gì, chứng minh Huân Nhi rất quen thuộc đối với cả chuyện này. Tuy khi đó có lẽ Huân Nhi vừa mới ra đời, ngược lại là Tô Bạch khi còn bé, phần lớn thời gian hắn đều ở cùng cha mẹ ở Thành Đô, không có thường xuyên sống ở Thượng Hải.
cho nên đối với cả những manh mối này Tô Bạch không có ấn tượng gì cả. Chuyện này thì anh hẳn nên hỏi Sở Triệu thôi. Ban đầu cha của anh ta tham gia vụ án này đấy. Đây là một vụ án đầu độc thallium xảy ra ở Đại học Thượng Hải. Hơn nữa năm 1994, lúc trước vụ án này, cha của Sở Triệu gặp áp lực rất lớn. Thậm chí lúc Sở Triệu vừa ra đời, ông ấy cũng chẳng có thời gian đến bệnh viện để thăm Sở Triệu đâu. Nhưng mà chuyện này là do mẹ tôi nói qua. Chú thích: vụ án này có tên là Trung Linh Thallium. Quá trình vụ án sẽ được dẫn chứng ở trong cái phần dịch truyện, nhưng mà Tiến sẽ không đọc cả phần này bởi vì nó quá là dài, và nếu mà đọc thì các bạn sẽ bị mất cái tình tiết của truyện. Đây là một vụ án rất đáng đọc và suy ngẫm. Ở trong truyện đề là trường Đại học Thượng Hải, nhưng mà trên thực tế vụ án này xảy ra ở Đại học Thanh Hoa. Tên của nhân vật và người bị hại thì cũng đổi từ Chu Linh, Chu Lệnh sang Vương Tuyết. Và các bạn có thể search Google, nó sẽ ra thông tin của vụ án này. Nếu mà các bạn đọc rồi thì khi mà các bạn đọc đến gần đoạn cuối ở trong cái phần miêu tả, ngoại trừ việc đổi tên nhân vật và một số chi tiết quan trọng chính là người bị hại trong vụ án này, ngoài thực tế thì vẫn còn sống, còn ở trong này là Vương Tuyết thì đã qua đời. Hết chú thích. Vụ án đầu độc thallium. Ngón tay Tô Bạch gõ nhẹ lên bàn. Có phải khi đó vụ án này rất oanh động hay không? Huân Nhi khẽ gật đầu. Quả đúng là rất oanh động. Chẳng qua sau này bị đè xuống thôi. Các cơ quan truyền thông cũng bị chào hỏi qua. Tin tức đưa ra rất hạn chế. Tôi muốn xem qua tư liệu về vụ án này thì cô có thể giúp tôi tìm không? Tôi là quân nhân, không phải cảnh sát. Vẫn câu nói kia, vì sao anh không đi tìm Sở Triệu? Hiện tại anh ta vừa được thăng chức đấy. Giúp anh tìm kiếm hồ sơ không phải là thuận tiện hơn sao? Không tiện. Chuyện này không thể để cho cậu ta biết được. Hai tay Tô Bạch giao nhau. Về phần nguyên nhân, không phải là không thể nói cho cô biết, thế nhưng cô phải giúp tôi giữ bí mật chuyện này. Anh nói đi. Huân Nhi làm ra tư thế rửa tai lắng nghe. Bạn gái của Sở Triệu cùng với cả người chết trong vụ án đầu độc mà cô vừa nói qua hẳn là có quan hệ thân thích. Trong nháy mắt, ánh mắt của Huân Nhi trở nên sắc bén. Một tay cầm lấy dĩa cắm xuống bàn. Như vậy người phụ nữ kia tiếp xúc với cả Sở Triệu nhất định là có thâm ý khác. Trên mặt Tô Bạch lộ ra vẻ buồn cười. Lúc trước có phải bác Sở đã làm chuyện gì hay không? Anh cũng không phải là người ngoài mà. Huân Nhi khẽ gật đầu. Lúc trước vụ án kia, bác Sở phải chịu áp lực rất lớn đấy. Ngón tay Huân Nhi chỉ lên trên, ý tứ này chính là áp lực từ bên trên. Tô Bạch trầm mặc một lúc. Sao cô lại biết cặn kẽ như vậy? Lúc trước chính cô đã nói cô là quân nhân, không phải cảnh sát mà. Anh đang bắt bẻ tôi đấy sao? Huân Nhi thì không có tức giận. Cô ta tiếp tục nói. Tôi có một người cậu, ban đầu ông ấy là luật sư. Đối với cả vụ án này thì ông ấy rất để ý, còn đến tìm cha tôi nữa, muốn dựa vào lực ảnh hưởng của cha tôi để kéo chuyện này lên. Dĩ nhiên lúc đó cậu tôi cũng dự định mượn chuyện này để đánh lấy danh tiếng. Nhưng mà sau cùng vẫn thất bại đúng không? Đúng thế, thất bại. Huân Nhi bĩu môi. Anh biết đấy, trên thế giới này làm chuyện chính nghĩa là một chuyện rất tốt đẹp, nhưng mà nhất định là phải trong phạm vi khả năng của mình. Tôi hiểu mà. Tô Bạch lý giải điều này. Nếu như Tiểu Huệ là thân thích với cả người chết trong vụ đầu độc năm xưa, chuyện này không thể coi thường đâu. Tôi nhớ một phần hồ sơ của vụ án này vẫn còn ở trong phòng làm việc của cha tôi. Anh muốn xem thì cùng tôi về nhà đi. Được, thế nhưng đợi một chút nha, tôi phải sắp xếp cho đứa nhỏ đã. Tô Bạch đến khách sạn thuê một phòng, sau đó để Tiểu Gia Hỏa và Cát Tường ở lại. Trước khi đi thì hắn xoa đầu Cát Tường. Cát Tường không nhịn được meo một tiếng. Nó đương nhiên biết Tô Bạch muốn nó làm gì. Thế nhưng bảo vệ Tiểu Gia Hỏa là chuyện mà Tô Bạch không cần nhắc nhở, Cát Tường cũng sẽ làm thôi. Lúc này Tiểu Gia Hỏa biết Tô Bạch đi ra ngoài làm việc cũng không có khóc bát nháo gì cả, ngồi cạnh Cát Tường xem phim hoạt hình. Đi ra khỏi khách sạn, Huân Nhi cười nói. Anh cứ như vậy để đứa nhỏ ở một mình trong khách sạn sao? Yên tâm đi, không có chuyện gì đâu. Tô Bạch lên xe của Huân Nhi. Đi thôi. Huân Nhi khởi động xe,
lần cuối cùng hỏi. Đứa bé kia rất đáng yêu đấy. Tôi biết mà. Huân Nhi thở dài lái xe. Khoảng 20 phút sau, xe đến một tiểu khu không quá xa hoa, nhưng mà có phong cách đặc biệt. Đứng các ở cửa tiểu khu không phải là bảo vệ mà chính là quân nhân. Xe lái qua khu vực kiểm tra, dừng lại trước cửa một ngôi nhà. Đây là nhà của Huân Nhi. Hiện tại cha mẹ của cô ta không có ở Thượng Hải. Đây cũng coi như là một căn nhà lúc trước của Huân Nhi. Thế nhưng nhìn ý tứ của cô ta, những hồ sơ văn kiện hẳn là không có dọn đi. Đi vào nhà, đi lên lầu, Huân Nhi mở phòng làm việc của cha mình ra, ngồi xổm trước một cái ngăn kéo để tìm kiếm. Rất nhanh liền lấy ra một túi văn kiện đã bị ố vàng rồi, đưa cho Tô Bạch. Tô Bạch thoải mái kéo một chiếc ghế ra ngồi xuống, mở văn kiện, bắt đầu nhìn tư liệu bên trong. Tôi đi pha cho anh cốc trà nhé. Cảm ơn. Lúc Huân Nhi rời đi có khép cửa lại, Tô Bạch tiếp tục nhìn những tài liệu này. Phần lớn tài liệu đều được viết tay. Từ ngày 24 tháng 11 năm 1994, Vương Tuyết bắt đầu xuất hiện triệu chứng trúng độc kỳ lạ. Đầu tiên là ăn không ngon, đau bụng. Tiếp đó vào ngày 5 tháng 12, dạ dày không thoải mái. Cuối cùng đến ngày 8 tháng 12 thì bắt đầu rụng tóc không thể lý giải được. Hơn nữa cả người còn đau nhức không ngừng. Mấy tuần sau thì tóc của Vương Tuyết bị rụng sạch hoàn toàn. Ngày 23 tháng 2, Vương Tuyết vào nhập viện khoa tiêu hóa bệnh viện Thượng Hải. Mặc dù không tìm ra nguyên nhân nhưng bệnh tình của Vương Tuyết đã có thuyên giảm. Đau đớn cũng từng bước biến mất. Tóc thì cũng dài ra. Vì thế đến ngày 23 tháng 1 năm 1995, Vương Tuyết xuất viện về nhà. Khi đó thì vẫn còn đang trong thời kỳ nghỉ đông. Vương Tuyết nghỉ ngơi ở nhà một thời gian đến ngày 20 tháng 2 năm 1995 mới trở về trường bắt đầu kỳ học mới. Vào ngày 6 tháng 3 năm 1995, bệnh tình của Vương Tuyết chuyển biến xấu. Chân của cô ta rất đau, cũng cảm thấy mệt mỏi. Cha mẹ Vương Tuyết đưa cô ta đến bệnh viện. Ngày 9 tháng 3 năm 1995, cha mẹ Vương Tuyết đưa cô đến bệnh viện Hiệp Hòa cho chuyên gia khoa thần kinh Lý Thuấn Vĩ chẩn đoán. Sau khi thăm đám, giáo sư Lý Thuấn Vĩ đã nói trường hợp của cô rất giống một trường hợp trúng độc thallium tại Thanh Hoa vào thập niên 60. Nhưng mà do Vương Tuyết phủ nhận có tiếp xúc với cả thallium, đồng thời bệnh viện Hiệp Hòa không có đủ điều kiện để làm xét nghiệm, cho nên bệnh viện Hiệp Hòa không tiến hành kiểm tra trúng độc cho thallium. Ngày 15 tháng 3, chỉ sau có 6 ngày nhập viện thôi, Vương Thuyết bắt đầu xuất hiện tê liệt cơ mặt, mắt dại đi, hô hấp không tự chủ được. Người nhà liền vội vàng đưa Vương Thuyết vào phòng cấp cứu của khoa thần kinh. Họ điều trị cho Vương Thuyết giống như người bị bệnh viêm hạch não cấp tính phổ biến. Bệnh viện Hiệp Hòa cho làm các xét nghiệm trên cơ thể của Vương Thuyết, bao gồm HIV, tủy sống, MRI, hệ thống miễn dịch, v.v. Nhưng mà trừ bệnh Lyme thì tất cả đều cho kết quả âm tính. Ngày 10 tháng 4 năm 1995, bạn học cấp 3 và bạn học đại học của Vương Tuyết, sau nhiều ngày bàn bạc, cuối cùng họ đã nghĩ ra cách lên mạng cầu cứu. Không phải cầu cứu trong nước mà là kêu gọi sự giúp đỡ ở nước ngoài. Dưới sự giúp đỡ của rất nhiều các thầy cô, họ đã gửi email đến SCG của UNICEF và các tổ chức có liên quan về tình hình của Vương Tuyết, cầu xin sự giúp đỡ của toàn thế giới. Chỉ trong một tuần thì họ đã nhận được 1.635 bức thư từ 18 quốc gia. Hơn 1/3 thư đều nói rằng đây là triệu chứng trúng độc thallium điển hình. Bởi vì trên Internet hoài nghi là trúng độc thallium, cha mẹ của Vương Tuyết thông qua một số người biết được thầy Trần Trấn Dương của Viện Nghiên cứu và Phòng chống bệnh thành phố Bắc Kinh có thể giám định được trúng độc thallium. Dưới sự âm thầm giúp đỡ của một số bác sĩ có lương tâm, đã lấy được nước tiểu, dịch não tủy, máu, móng tay và tóc đến Viện Nghiên cứu và Phòng chống bệnh của thành phố Bắc Kinh vào ngày 28 tháng 4 năm 1995 để kiểm tra. Cùng ngày thì giáo sư Trần Trấn Dương đã đưa ra báo cáo xét nghiệm, cho rằng hai lần phát bệnh lạ của Vương Tuyết thực tế là bị trúng độc thallium hai lần. Lần thứ hai, hàm lượng độc của thallium trong cơ thể của Vương Tuyết đã vượt xa ngưỡng chết người. Nếu Vương Tuyết
không có ý tự tử thì nhất định là có người cố ý đầu độc, đồng thời đề nghị dùng Prussian Blue để giải độc. Vương Tuyết bắt đầu sử dụng thuốc Prussian Blue. Cùng ngày, nồng độ của thallium trong máu đã bắt đầu hạ xuống. Đó đã là ngày thứ 50 Vương Tuyết đến Hiệp Hòa điều trị. Một tháng sau thì thallium trong cơ thể của Vương Tuyết đã bị thải ra. Nhưng mà bởi vì thallium đã ở trong cơ thể của cô một thời gian quá dài, khiến cho hệ thống thần kinh của Vương Tuyết bị tổn hại nghiêm trọng, đặc biệt là chấn thương rất lớn ở não bộ. Thị giác của cô dường như đã mất đi hoàn toàn, toàn bộ chức năng của cơ thể cũng bị hy hại. Không lâu sau thì cô qua đời. Phía dưới còn không ít tư liệu. Tô Bạch nhìn một chút liền nhíu mày. Hắn chợt nhớ đến mấy năm gần đây phát sinh vụ án đầu độc thallium. Tình tiết tương tự như vụ án này đều sử dụng loại độc có khả năng gây ra thương tổn lớn để giết sinh viên cùng trường. Hơn nữa, hung thủ của hai vụ án đều không có nói cho cảnh sát hoặc là bệnh viện người bị hại rốt cuộc bị trúng độc gì, khiến cho người bị hại bỏ qua thời gian tốt nhất để giải độc. Kết quả cuối cùng tử vong. Vụ án thallium kia càng thêm quá mức kinh khủng. Hung thủ là bạn ngủ chung phòng với cả nạn nhân, nhưng mà mấy lần anh ta đến bệnh viện thăm người nhà của mình hạ độc đều không lộ ra điều gì, chẳng khác gì tận mắt nhìn thấy người bị hại từng bước trượt xuống vực sâu. Tô Bạch ghi lại mấy tên nhân vật quan trọng này, sau đó vẽ một vòng tròn trên đấy. Bỗng nhiên từ trong tài liệu rơi xuống một bức ảnh, là ảnh chụp của người chết Vương Tuyết. Thế nhưng lúc Tô Bạch nhìn bức ảnh này, tay của hắn bỗng nhiên cứng đờ. Người trên bức ảnh này thế nào lại là Tiểu Huệ? Cửa phòng làm việc bị mở ra, Huân Nhi bưng trà vào. Tô Bạch vô thức giữ bức ảnh kia trong lòng bàn tay của mình, giả bộ như không có chuyện gì xảy ra, tiếp tục nhìn tư liệu. Chuyện này đã liên lụy đến nhiệm vụ hiện thực của Radio Kinh Dị rồi, cũng không phải là chuyện người bình thường đủ khả năng tùy tiện tham dự vào. Tô Bạch không muốn để Huân Nhi dính quá sâu vào chuyện này. Nếu không, đến lúc đấy hắn có năng lực bảo vệ Huân Nhi hay không, chuyện này rất khó nói. Tô Bạch nhận lấy cốc trà để lên bàn. Tô Bạch một lần nữa cất tư liệu này vào trong túi văn kiện. Anh lấy nó đi, tài liệu này để đây nhiều năm rồi không động tới, cha tôi sẽ không nhớ tới nó đâu. Ừ. Tô Bạch khẽ gật đầu, cầm túi văn kiện trong tay đứng lên. Tôi có chút chuyện, tôi đi trước đây. Hiếm khi anh đến nhà tôi mà, lúc này lại đi ngay sao? Thám tử Tô, anh thực sự đến để tra án à? Ờ, để lần sau đi. Tô Bạch xua tay đi xuống thang lầu, tự mình mở cửa đi ra ngoài. Nhìn thấy bức ảnh ố vàng kia khiến trong lòng Tô Bạch không bình tĩnh được. Một tay của Huân Nhi chống lên lan can, một tay cầm cốc trà còn chưa có uống ngụm nào. Cô ta có chút mất hết cả hứng thú, lắc đầu. Huân Nhi đột nhiên có cảm giác chỉ mấy tháng không gặp thôi, nhưng mà Tô Bạch trước mặt này đã giống như là biến thành một người khác vậy, khiến cho cô ta cảm thấy thật lạ lắm. Trước kia tùy tính cách của Tô Bạch lãnh lùng một chút, thế nhưng với cô ta và mấy người bạn khác là hoàn toàn thoải mái. Chỉ là hiện tại rõ ràng giữa Tô Bạch và Sở Triệu và cô ta đã có một tầng ngăn cách rồi. Nhất là khi lúc cô ta chủ động rút ngắn quan hệ song phương như lúc đầu, hắn lại cố ý ra cố vách ngăn này. Dường như Tô Bạch đang cố ý duy trì một khoảng cách với cả bọn họ. Chuyện này rất rõ ràng, chính cô ta cũng cảm thấy, Sở Triệu cũng cảm thấy như vậy. Tô Bạch đi ra khỏi tiểu khu, ở ven đường bắt một chiếc taxi. Lần này thì hắn không có lựa chọn gọi điện thoại trước cho Sở Triệu, mà chính là đến thẳng chỗ Sở Triệu ở. Tiểu Huệ là nhân vật nhiệm vụ hiện thực mà Radio Kinh Dị giao cho hắn. Thế nhưng trước đó hắn đã có chút quá phụ thuộc vào ấn tượng ban đầu, coi nhân vật này giống như NPC của trò chơi máy tính vậy. Đứng ở nơi đó không nhúc nhích, chờ người chơi đến giao nhiệm vụ sao? Trên thực tế, Tiểu Huệ đang nói dối. Hơn nửa tiếng sau, Tô Bạch đi đến chỗ nhà Sở Triệu thuê. Thật ra thì trong nhà của Sở Triệu không thiếu tiền, chẳng qua bởi vì nguyên nhân thân phận đặc biệt cho nên có một số việc phải hết sức khiêm tốn và không khoa trương. Đây cũng là một chuyện không cách nào khác cả. Dưới lầu, Tô Bạch quan sát một chút, xác nhận hệ thống bảo an của nhà Sở Triệu thật sự rất kém. Anh ta là cảnh sát
nhưng mà trong nhà anh ta lại rất dễ bị trộm. Sở Triệu ở tầng 2, không cao lắm. Thế nhưng Sở Triệu chẳng những không lắp hàng rào chống trộm, thậm chí ngay cả cửa nhà bếp cũng mở toang ra. Không nói đến trộm, ngay cả người bình thường thôi cũng có thể leo vào. Tô Bạch không có quá nhiều do dự, hắn bắt đầu leo vào bên trong nhà bếp của Sở Triệu. Trong nhà bếp rất sạch sẽ, nhìn ra được nơi này thường xuyên được dọn dẹp qua. Hẳn là Tiểu Huệ. Không đúng, không biết nên gọi là Tiểu Huệ hay là Vương Tuyết đây. Từ nhà bếp đi ra chính là phòng khách nhỏ, sau đó là hai phòng ngủ. Vào lúc này thì Sở Triệu có khả năng đưa Tiểu Huệ về nhà, sau đó một lần nữa đi làm. Tô Bạch đi qua phòng khách, lúc hắn còn chưa đến phòng ngủ, cánh cửa phòng liền được nghe tiếng nam nữ thở dốc. Giọng nữ lúc cao vút, lúc lại uyển chuyển. Nam thì giống như con trâu già đang cày đất vậy, không ngừng phát ra tiếng hồn hển. Cái này thật đúng là lúng túng mà. Hiện tại Tô Bạch thật sự có chút hối hận, tại sao chính mình không gõ cửa đi vào, không có chuyện gì lại làm học người ta leo tường. Lúc này trong phòng ngủ, gã đàn ông phát ra tiếng thở dồn dập, một lúc sau thì bình ổn lại. Tô Bạch nhìn thoáng qua một chút, hắn quay lại phòng bếp. Cửa phòng ngủ được mở ra từ bên trong, một gã đàn ông đi ra, oán giận nói: "Làm ngay giữa trưa, nóng chết anh rồi đây này. Lần sau chúng ta có thể hẹn nhau ở trạng vạng tối hoặc là buổi tối được không?" Ngón tay Tô Bạch bỗng nhiên run lên. Giọng nói này không phải của Sở Triệu, là người khác. Trong nhà Sở Triệu xuất hiện một gã đàn ông vừa làm tình xong. Tô Bạch nheo mắt lại: "Bạn tốt của mình bị cắm sừng sao? Đáng ghét. Em làm người giúp việc trong nhà này mà. Nhà này cũng chẳng phải nhà của em. Anh thấy xế chiều hôm nay bọn họ không về, cho nên mới gọi anh qua đây đấy. Người ta phí sức hầu hạ anh thế rồi, anh mà lại không thương em gì cả." Người phụ nữ bắt đầu núng nỉu: "Được rồi, là lỗi của anh. Thúy Nhi nhà ta vất vả rồi. Anh cũng biết em làm giúp việc rất vất vả mà. Em yên tâm đi, anh hứa với em, anh sẽ kiếm tiền. Đến khi đó chúng ta mua nhà, em không cần đi hầu hạ người khác nữa, ở nhà chăm con là được rồi." Nghe đến đấy thì Tô Bạch không còn lời gì để nói nữa. Tên nhóc Sở Triệu kia thuê người giúp việc kiểu gì không biết nữa, vậy mà lại nhân lúc chủ nhà không có nhà, dẫn tình nhân về nhà làm chuyện kia. Hơn nữa căn phòng ngủ này rõ ràng là phòng ngủ của chính Sở Triệu mà. Hiển nhiên người giúp việc này rất thích xa hoa. "Có ăn gì không? Anh có chút đói bụng đây này." "Có, ở trong nhà bếp đấy. Để em đi nấu cho anh ăn nhé." Người giúp việc đi về phía nhà bếp. Tô Bạch lắc đầu. Nếu Sở Triệu và Tiểu Huệ đều không có nhà, như vậy chính mình đi tới chuyến này có chút vẽ rắn thêm chân rồi, tức là làm chuyện vô ích. Có lẽ cho dù hiện tại bạn gái Sở Triệu là Tiểu Huệ hay là Vương Tuyết, bọn họ đều không có loại địch ý với cả Sở Triệu. Ít nhất Tô Bạch cảm thấy khi hắn chĩa họng súng vào trán người phụ nữ kia, nếu đối phương muốn động tâm tư khác với Sở Triệu, thật đúng là phải cân nhắc một chút đấy. Thế nhưng vào lúc này, cửa lớn truyền đến tiếng mở khóa cửa. Người giúp việc bị dọa cho sắc mặt trắng bệch ra. Hiển nhiên nhân lúc chủ nhà không có nhà, chính mình gọi tình nhân đến ngay ở trên giường người ta mây mưa, chờ chủ nhà về mở cửa nhìn thấy nhất định cô ta sẽ bị đuổi. Lúc trước gã đàn ông kia còn thè non hẹn biển, nói muốn phát tài, lúc này thì cũng bị dọa cho đến mức không biết phải làm sao nữa rồi. Thế nhưng mà ngoài cửa đang truyền đến tiếng mở chìa khóa, chỉ là vẫn không thành công mà thôi, cửa không có mở ra. "Em khóa trái cửa sao?" gã đàn ông hỏi. Người giúp việc thì có chút không nhớ rõ, cô ta nhớ hình như bản thân không có khóa trái cửa. Thế nhưng lúc này như vậy là tốt nhất. Cô ta bình tĩnh lại, lập tức đẩy gã đàn ông đến chỗ ban công. "Nhanh, anh mau nhảy xuống từ ban công đi, em dọn dẹp trong phòng ngủ một chút đã. May mà lúc trước em có lót khăn bên dưới đấy, không có làm ướt giường người ta." Gã đàn ông lập tức hiểu ý, ôm quần áo của mình chui ra ban công. Dù sao tầng 2 của tòa nhà này cũng chẳng cao lắm, gã đàn ông trực tiếp xoay người, tay nắm lấy ban can nhảy xuống. Lúc nhảy xuống thì chân của anh ta có chút trượt, ngã xuống,
chảy sức một chút không có gì đáng ngại. Gã đàn ông thì không dám trì hoãn, vừa mặc quần áo vừa chạy đi xa. Anh ta biết gia đình này làm cảnh sát đấy. Nhìn cảnh tượng này thì Tô Bạch có chút buồn cười. Hơn nữa vì sao Sở Triệu lại muốn thuê người giúp việc cơ chứ? Chẳng lẽ là để chăm sóc riêng cho Tiểu Huệ sao? Tô Bạch rất rõ tính tình của Sở Triệu. Cho dù trong nhà của anh ta có loạn thành chuồng lợn đi chăng nữa thì Sở Triệu cũng không nguyện ý để người lạ đi vào trong nhà của mình quét dọn đâu. Hơn nữa cũng sẽ không tìm một người giúp việc trẻ như vậy. Đến đây, nhìn tôi này, ngủ trưa say như chết rồi. Người giúp việc vừa giải thích vừa chạy ra mở cửa. Cạch. Người giúp việc mở cửa ra. Tô Bạch đứng ở trong phòng bếp, bỗng nhiên cảm thấy sống lưng lạnh toát. Ngay sau đấy, người giúp việc phát ra tiếng ô ô, hai chân không ngừng đạp mạnh lên trên mặt đất, lộ ra dáng vẻ rất thống khổ. Tô Bạch ra khỏi nhà bếp. Hắn nhìn thấy một nửa thân hình người giúp việc ở bên trong cửa, một nửa ở bên ngoài. Hiện tại cô ta không nhúc nhích, cả người tiếp tục duy trì tư thế quỷ dị này. Tô Bạch bước nhanh đến, xông thẳng đến cửa. Thế nhưng ngoài cửa trống không, không có gì cả. Một tay người giúp việc nắm chặt tay nắm cửa, đôi tay vặn vẹo không theo lẽ thường để trên tay cầm. Điều này khiến cho cô ta dù có chết, thân thể cô ta vẫn duy trì tư thế này không có ngã xuống. Trên mặt của người giúp việc mang theo sự sợ hãi, dường như cô ta đã nhìn thấy thứ gì đó đáng sợ. Tô Bạch đột nhiên cảm thấy có chút hoang đường. Bản thân hắn ở ngay cả phòng bếp rồi, sau đó liền không biết thứ quỷ quái nào giết người ngay cửa. Hắn thế mà chưa kịp chạy tới, thậm chí đối phương có dáng vẻ gì hắn còn không biết. Ánh mắt Tô Bạch đột nhiên rơi vào vách tường trên hành lang. Nơi đó có một trưởng ấn, không phải rất rõ ràng, hiện tại đang bốc hơi nước. Thế nhưng nó thật sự tồn tại, hơn nữa còn đang không ngừng hướng lên trên lầu. Càng lên cao thì càng rõ ràng. Điều này nói rõ thứ kia sau khi giết người giúp việc không chạy trốn mà tiếp tục đi lên lầu. Tô Bạch ngẩng đầu liếc thoáng qua trên lầu, sau đó dứt khoát đuổi theo. Chờ đến khi hắn lên tầng 3 rồi, cuối cùng Tô Bạch cũng nghe được tiếng mở khóa giống như lúc trước. Dường như chìa khóa đã hoàn toàn cho vào ổ rồi, không ngừng chuyển động nhưng lại chẳng thể mở được. Lão già kia, ngay cả mở cửa, ông cũng không biết mở sao? Trong phòng truyền đến giọng nói bất mãn của một người phụ nữ. Hiển nhiên cũng cho rằng người nhà mình đi về cũng không mở được khóa. Bà ta đang chuẩn bị đi ra mở cửa. Đúng lúc này thì Tô Bạch vừa đi đến chỗ bậc cầu thang. Ở trước mặt hắn, giết người không nói, thế mà còn muốn tiếp tục giết người sao? Thật đúng là không coi ra gì mà. Tô Bạch dựa theo quán tính xoay người, nhìn thấy bên cạnh cửa đối diện có một bóng người màu đen khá mơ hồ. Lúc này hắn không chút do dự lấy địa ngục hỏa shotgun của mình ra, hướng về phía bóng dáng màu đen kia nổ súng. Đoàng. Sau khi đổi địa ngục hỏa shotgun, đây là lần đầu tiên Tô Bạch nổ súng. Nguyên nhân rất đơn giản, bởi vì đạn quá đắt, Tô Bạch thật sự không nỡ vô duyên vô cớ tìm nơi trống trải để luyện tập bắn súng. Quá xa xỉ. Xa xỉ đến ngay cả Tô Đại Thiếu Gia cũng cảm thấy thịt đau. Chẳng qua cũng chính vì thế cho nên trong lòng của hắn càng thêm có một loại cảm giác chờ mong đối với khẩu súng này. Giá trị của bản thân nó đã là 1.000 điểm cốt truyện rồi, ngay cả đạn cũng phải mua. Khẩu súng này hẳn là sẽ không khiến cho người ta thất vọng chứ. Trong nháy mắt khi tiếng súng vang lên, Tô Bạch cảm thấy tay của hắn hơi chấn động một chút, thậm chí còn có loại cảm giác không khống chế được, sắp sửa tuột khỏi tay. Thiếu chút nữa khẩu súng đã rơi ra khỏi tay hắn rồi. Tô Bạch đã từng bắn qua súng, thậm chí khả năng bắn súng của hắn khá tốt. Đối với cả lực phản chấn này thì Tô Bạch rất rõ ràng, nhưng mà lực phản chấn của địa ngục hỏa shotgun vẫn khiến cho hắn giật nảy mình. May mắn không có rơi súng. Ở một góc độ nào đấy thì địa ngục hỏa shotgun có thể bù đắp thêm độ chính xác của xạ kích. Trong nháy mắt, họng súng bắn ra một hạt ánh sáng màu đỏ, bắn vào thân ảnh màu đen kia. Trong không khí có mùi khói nhàn nhạt, mùi vị kia lưu lại hơi thở ma pháp. Công hiệu kèm theo của nó là gì, Tô Bạch không rõ ràng.
Thế nhưng chỉ riêng kết quả trước mắt đã khiến cho hắn tặc lưỡi về uy lực của khẩu súng này rồi. Bóng đen kia trực tiếp bị đánh tan đi. Thậm chí toàn bộ cơ thể vỡ vụn thành những mảnh thịt nhỏ rơi đầy đất. Chỉ có một cánh tay còn tương đối hoàn chỉnh rơi xuống đất. Tô Bạch đi lên mấy bước, dẫm lên cánh tay này. Cánh tay này thì vẫn còn vô thức muốn chống lên chuẩn bị rời đi. Thế nhưng ở dưới chân Tô Bạch, nó chỉ có thể giãy giụa chờ chết thôi. Trên mặt đất là một bãi thịt nát, rõ ràng không phải là tươi mới. Chứng minh vừa rồi trong bóng đen kia có một người, nhưng mà toàn thân cao thấp của người kia, ngoại trừ cánh tay ra thì những bộ phận còn lại cũng không thể xem như là nhân loại bình thường. Cửa bị mở ra, một người phụ nữ khoảng 40 tuổi mặc đồ ngủ, lúc này hẳn là ngủ trưa. Nhìn thấy cảnh tượng này, mắt bà ta trợn trắng, ngất xỉu luôn. Tô Bạch đưa lưng về phía người phụ nữ, cho nên hắn không lo lắng thân phận của mình bị bại lộ. Trên thực tế thì trước đó Tô Bạch đã cùng làm nhiệm vụ hiện thực với cả hòa thượng rồi. Trong lúc thi hành nhiệm vụ ở hiện thực, thính giả chẳng khác gì đang giúp Radio Kinh Dị một tay. Cho nên Radio Kinh Dị dĩ nhiên sẽ cung cấp một số trợ giúp, ví dụ như giúp thính giả giải quyết một số hậu quả. Nếu không, một thính giả nào đó đang thực hiện nhiệm vụ hiện thực bị phát hiện hoặc là bị chụp ảnh lại, chẳng lẽ họ sẽ biến thành siêu anh hùng phiên bản đời thực sao? Tô Bạch còn nhớ rất rõ trải nghiệm đầu tiên khi hắn tiến vào Radio Kinh Dị. Người phụ nữ công sở bị hắn dùng dao giết chết. Cuối cùng cảnh sát phán quyết cô ta chết do tái phát bệnh tim. Hiển nhiên đây cũng coi như là Radio Kinh Dị giúp thính giả chùi đít. Mũi giày của Tô Bạch đá vào đống thịt nát này, Tô Bạch phát hiện ra được một chuỗi chìa khóa. Nhưng mà chìa khóa này rõ ràng đã có chút năm tháng rồi, không đồng bộ với cả khóa của tòa nhà này. Mở được cửa mới là lạ đấy. Chẳng trách tên gia hỏa này vẫn luôn ở ngoài cửa. Hiển nhiên anh ta đang không ngừng thử chìa khóa. Nhưng mà đây cũng là một phương pháp hữu hiệu. Nếu như trong phòng có người nghe được tiếng động này, có lẽ sẽ thật sự cảm thấy là người nhà của mình trở về. Thế nhưng không biết vì lý do gì mà lại không mở được chìa khóa, sau đó chủ động ra mở cửa. Cuối cùng gặp phải độc thủ, có phần giống với cả phong cách linh dị. Độc thủ, thật đúng là phù hợp với cả tình hình. Tô Bạch ngồi xổm xuống, cầm cánh tay kia lên. Đây là tay của một gã đàn ông. Trên bàn tay còn có vết chai. Trên tay còn không ngừng có nước chảy ra, giống như bị ngâm trong nước vậy. Dấu vết ở trên tường hẳn là từ nó mà ra. Cho dù bị giữ lấy rồi, nhưng bàn tay kia vẫn không có thành thật, càng không ngừng muốn thoát khỏi trói buộc của chân Tô Bạch. Người có trí tuệ sao? Tô Bạch hỏi, mang theo một loại uy hiếp tử vong. Cánh tay kia thì không ngừng giãy giụa. Hiển nhiên đối với cả uy hiếp của Tô Bạch, nó rất thờ ơ. Tô Bạch nhíu mày. Cái tay này mang đến cho hắn một loại cảm giác chỉ có kích động giết chóc, không có một chút trí tuệ nào cả. Vốn dĩ hắn nghĩ nếu như cái tay này có thể viết chữ, hắn có thể thông qua đó lấy được một số tin tức. Thế nhưng rất rõ ràng hắn phải thất vọng rồi. Cái tay này giống như một con dã thú vậy, ngay cả một chút linh trí cũng chẳng có. Tô Bạch đi xuống lầu. Thế nhưng điều khiến cho hắn cảm thấy có chút nghi ngờ chính là cửa nhà Sở Triệu đang đóng. Tô Bạch nhớ rõ lúc bản thân hắn đuổi theo lên lầu 2, hắn không có thu dọn qua thi thể của người giúp việc. Hiện tại thi thể của người giúp việc hẳn là nên duy trì tư thái kia mới đúng chứ. Tô Bạch đi xuống lầu dưới, đưa tay đẩy cửa. Cửa bị đóng lại, không đẩy ra được. Có người đến sao? Không khóc không nháo mang thi thể vào trong nhà, sẽ là ai đây? Ai thế? Trong phòng truyền ra giọng nói mang theo có chút lười biếng. Là người giúp việc. Khóe môi Tô Bạch cong lên. Chuyện này càng lúc càng thú vị rồi. Đây không phải là thế giới chuyện xưa sao? Đây là hiện thực. Ở trong hiện thực xuất hiện một loại cục diện không thể tưởng tượng nổi. Thật đúng là khiến cho Tô Bạch cảm thấy có chút ngoài ý muốn. Thế nhưng càng làm cho hắn sinh ra một loại cảm giác kích thích. Đúng vậy, kích thích. Tô Bạch cảm thấy hắn điên rồi. Cho dù từ lý trí mà nói thì đối với cả việc Radio Kinh Dị dừng phát sóng trong 3 tháng, Tô Bạch rất vui vẻ.
Thế nhưng từ góc độ cảm tính mà nói thì hắn rõ ràng có chút cảm giác mất mát. Trong lúc bất tri bất giác, tâm thái của Tô Bạch đã thay đổi. Lúc trước khi thành lập câu lạc bộ giết người, hắn dựa vào giết người để thu được khoái cảm. Hiện tại chuyển thành không ngừng tiến vào thế giới chuyện xưa, không thể tưởng tượng được, thể nghiệm loại cảm giác dãy giụa trong tử vong. 3 tháng không có đi vào thế giới chuyện xưa, đối với Tô Bạch mà nói thì chuyện này giống như một tên nhóc tuổi trẻ khí thịnh lại mới nếm thử trái cấm vậy. Lúc này lại bị cấm dục 3 tháng, hơn nữa còn không thể dùng tay tuốt ống được. Đúng lúc này, trên thang bộ có người đi đến, là Sở Triệu. Anh ta nắm tay Tiểu Hoại từng bước đi tới, một tay Sở Triệu còn cầm túi ni lông, bên trong đựng một số loại thuốc. Bọn họ hẳn là mới bệnh viện trở về. Tô Bạch, sao cậu lại ở đây? Sở Triệu nhìn thấy Tô Bạch thế mà đứng ở cửa nhà mình, anh ta cảm thấy có chút ngoài ý muốn, nói: tôi có chút việc tìm cậu. Tô Bạch trả lời, sau đó ánh mắt Tô Bạch rơi vào trên người của Tiểu Huệ. Ảnh chụp ố vàng bên trong tư liệu nói rất rõ nhiều vấn đề. Hiện tại vì sao Tiểu Huệ lại giống với cả Vương Tuyết Như Đúc như vậy? Bọn họ không phải là song bào thai hả? Cũng không phải là tiết mục chị gái chết em gái đi báo thù cũ chứ hả? Tiểu Huệ có chút né tránh ánh mắt của Tô Bạch, nhưng mà cô ta làm rất tốt, đem loại cảm giác e ngại của Tô Bạch thể hiện ra rất tự nhiên. Rốt cuộc cô ta là Tiểu Huệ hay là Vương Tuyết đây? Linh hồn kia là ai? Cậu vào trong nhà ngồi một chút đi. Không đúng, trong nhà tôi có người cơ mà. Lúc trước người môi giới có giới thiệu một cô giúp việc đến cho tôi. Cậu không gõ cửa sao? Lúc Sở Triệu nói chuyện, cửa được mở ra. Tô Bạch rõ ràng cảm giác được, trong nháy mắt khi cửa được mở ra, mu bàn tay của hắn cảm nhận được hơi lạnh. Tiểu Huệ cũng có chút kinh ngạc nhìn về phía cửa nhà, hiển nhiên cô ta cũng cảm nhận được loại hơi lạnh này. Sau đó ánh mắt cô ta trong lúc lơ đãng đảo qua trên người Tô Bạch, hẳn là cảm thấy được loại cảm giác này do Tô Bạch mang đến. Thật ra thì Tô Bạch cũng chỉ là đơn giản là một người trải qua việc này, không phải là người thiết kế. Hai người về rồi sao ạ? Thân thể của chị Huệ không sao chứ? Người giúp việc nhiệt tình đi tới, từ trong tay của Sở Triệu dắt cầm tay Tiểu Huệ, sau đó đỡ Tiểu Huệ vào. Sở Triệu không có vội vã đi vào, anh ta đứng ở trước mặt Tô Bạch, đưa cho Tô Bạch một điếu thuốc, có chút hiếu kỳ hỏi: cậu không có chuyện gì gạt tôi chứ? Tô Bạch lắc đầu, lúc này đem mọi chuyện nói cho Sở Triệu biết. Rõ ràng có chút làm rối lên, bởi vì sự tình phát triển đã vượt qua khỏi tầm kiểm soát và mong muốn của Tô Bạch rồi. Rõ ràng là một loại ý tứ chĩa mũi nhọn vào nơi này. Trước đó Tô Bạch còn cho rằng đây chỉ là một nhiệm vụ đơn giản thôi. Trong nhà vệ sinh Tiểu Huệ ủy khuất rơi lệ chính là một NPC dùng để thông báo nhiệm vụ. Sau khi hắn tiếp nhận nhiệm vụ xong liền hết tác dụng. Chỉ cần hắn tìm được sự ràng buộc, hoàn thành xong nhiệm vụ, tất cả mọi chuyện đều được giải quyết tốt đẹp. Thế nhưng từ lúc hắn ở trong nhà vệ sinh bức bách Tiểu Huệ cho đến giờ, Tô Bạch phát hiện ra nguy hiểm bên ngoài Sở Triệu thật ra vẫn luôn không có biến mất. Tô Bạch có một loại xúc động đánh ngất xỉu Sở Triệu, sau đó cho anh ta lại, nhốt anh ta vào một chỗ trong mấy ngày, cho hắn giải quyết xong mọi chuyện sẽ thả Sở Triệu ra. Sở Triệu là bạn tốt của hắn, sở dĩ hắn bị cuốn vào chuyện này cũng là vì Sở Triệu. Tô Bạch dĩ nhiên không muốn Sở Triệu xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn, nhưng mà cũng không muốn Sở Triệu ở đó làm loạn tiết tấu suy nghĩ của mình, đồng thời khiến cho hắn trở nên có chút ném chuột sợ vỡ bình. Sở Triệu thì khẽ gật đầu, ra hiệu cho Tô Bạch cùng mình vào nhà. Hai người đàn ông ngồi cạnh bàn trà, yên lặng hút thuốc. Cả hai đều không nói chuyện gì cả. Tiểu Huệ đã đi vào phòng ngủ nghỉ ngơi rồi, người giúp việc thì rất ân cần pha trà mang tới. Sau khi vào nhà, lực chú ý của Tô Bạch vẫn luôn chia ra một phần để chú ý tới người giúp việc. Lúc đầu người phụ nữ đi trộm tình, sau đó chết đi, hiện tại còn nhảy nhót tưng bừng xuất hiện ở trước mặt mình, đúng là khiến cho Tô Bạch có cảm chút buồn cười, đồng thời có một loại cảm giác vô cùng quỷ dị. Sau khi bưng trà, người giúp việc một lần nữa quay lại nhà bếp. Tô Bạch lơ đãng sờ lên mũi mình, sau đó nhìn bóng lưng của người giúp việc. Sao thế? Cậu coi trọng cô ta sao? Chuyện này đơn giản mà, tôi có thể giúp cậu giải quyết. Vào lúc này thì Sở Triệu vậy mà bắt đầu biến thành ông Mai rồi.
Tô Bạch có chút giở khóc giở cười. Tên gia hỏa này là tinh trùng lên não sao? Anh ta không nhìn thấy người giúp việc đi dép, nhưng mà lúc bước đi, gót chân cách mặt đất, cả người độn lên sao? Sở Triệu cầm chén trà trong tay, cảm nhận nhiệt độ của nước trà. Anh ta còn cười đùa nói khẩu vị của hắn thay đổi rồi, càng ngày càng đặc biệt. Tô Bạch chỉ hơi lắc đầu thôi. Hắn càng lúc càng cảm thấy mình nên đánh ngất xỉu cho Sở Triệu đi rồi vác hắn đi. Cho dù sau này sự tình biến thành bộ dạng gì thì ít nhất Sở Triệu sẽ an toàn. Nhìn dáng vẻ sáng lạn của gia hỏa này thật đúng là đáng ăn đòn mà. Người giúp việc trong nhà của anh ta chết rồi, bạn gái là một cương thi, Sở Triệu thật đúng là có bản lĩnh. Người bình thường cho dù có đen đủi đến đâu đi chăng nữa thì cũng không đến mức tập hợp đủ người chơi đấu địa chủ thế này đâu. Chẳng qua ngay lúc Tô Bạch đứng lên, giả bộ như đi tham quan trang trí nội thất trong nhà Sở Triệu, sau đó hắn lại đi đến sau lưng Sở Triệu. Tay của hắn vừa mới nâng lên thôi, trong lòng Tô Bạch bỗng xuất hiện một loại cảm giác hoảng sợ. Đây là một loại cảm giác tối tăm, giống như đang nhắc nhở hắn. Nếu như hắn đánh ngất xỉu Sở Triệu, sự tình càng thêm khó bề phân biệt. Và các bạn thân mến, tập này đã kết thúc rồi. Không biết là cái anh chàng Sở Triệu này có đang bị cuốn vào một cái tình tiết kinh dị hay không, hoặc là anh ta không có thực chất đang ở trong căn nhà này mà là một người khác đóng giả vai của Sở Triệu thì sao? Và chúng ta hãy cùng đợi tình tiết ở tập sau nhé. Và đừng quên ủng hộ Tiến để kênh của chúng ta sớm đạt được 20.000 sub nhé. Cảm ơn các bạn rất nhiều.